em và chào mừng em đã quay trở lại với Aqua Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái ngày mới của cái sự kiện tuần 18 anh em ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip để chúng ta đi phá một ít tiền anh em. Mình đang có 241k đá rồng đúng không? Nhưng mà mình không có thích này lắm, mình thích tròn 200 cho nên là chắc thôi. Mình sẽ bỏ luôn 41k mình vô mình quay cái hũ này chơi đi mà. Thì anh em thấy đó, đây thì chúng ta sẽ có ngày mới, chúng ta sẽ có gì chúng ta điểm danh một tí xíu sự kiện ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái vòng quay hũ cốt. Anh em nào mà chơi chắc cũng biết rồi đúng không? Vòng quay hũ cốt đúng không? Rồi, trong cái phần sự kiện chúng ta sẽ có gì? Thì ở trong đây chúng ta sẽ có một cái phần để mua đây. Đây. Thì anh em nhớ là tôi đã nói gì không? Vẫn ưu tiên cái phần combo này cho tôi. Và cái phần đá cài lại này nè anh em. Ở trong thị trấn nó sẽ có trao đổi nha. Nên là anh em đừng có đi mua làm gì cho nó tốn nha anh em. Ôi dồi ôi, tốn lắm đấy, 6.000 một viên đấy. Trong khi đó thì ở trong thị trấn anh đổi trong phần hồ cá nó ri nha anh em. Ông nào mà mua thì thôi, tôi sang nhà tôi lấy chiếc tôi là quỳ lạy mấy ông luôn đó. Mấy cái này thì vậy thôi, chắc anh em cũng không biết cần mua làm gì đúng không. Thì ở trong đây mình thấy là có cái này là mua được nè anh em. Có cái này là mua được nhưng mà đó không có dành cho các anh em nông dân nha. Không có dành cho các anh em nông dân anh em ạ. Thì chúng ta sẽ có 15 mảnh còn chi viện Risa. Thì cái này nó cũng cho đổi ri, cho nên nếu mà anh em là không muốn thì không có cần đổi, tại vì nó cũng không có cần thiết lắm. Rồi, thì trong cái phần sự kiện đổi khóa hàng giờ mà chúng ta quét ải nó sẽ ra cái gì? Ok, thì hôm nay nó sẽ bắt đầu ra đó chính là đổi mảnh Vegeta Perfect. Con này thì mình đang 6 sao rồi, cũng dư mảnh lên lục môn rồi, cũng chả cần thiết để làm gì. Thôi cứ để đấy thôi. Ok, cái này nó sẽ cho đổi từ đậu thần qua nè, mình đang còn dư nè em, đổi. Đấy, lụm ngay. Chưa gì hết mà tôi đã có một mớ que kem liền. Em thấy ok chưa, ổn áp chưa? Rồi, thì ở trong cái phần sự kiện này chúng ta sẽ có những cái đáng giá như sau. Trường hợp thứ nhất đó chính là anh em nông dân. Thì anh em nông dân biết là mình sẽ đổi cái gì rồi đúng không? Đây, thứ nhất là chúng ta vẫn sẽ đổi rune nha anh em. Anh em nông dân vẫn ưu tiên đổi rune cho tôi. Hiện tại á, anh em ưu tiên đổi rune cho tôi là tại sao? Tại vì anh em phải ưu tiên lực chiến để chúng ta giữ chân ở trong đấu trường cũng như là mang lại những cái buff để chúng ta có thể có được một cái team nó hoàn chỉnh một tí xíu. Còn hiện tại á, chúng ta sẽ có cái hồn chi viện đúng không? Hồn chi viện cũng khá là quan trọng. Nhưng mà nó hiện tại khi mà anh em sử dụng game mua cái hồn chi viện keo á, nó chưa có mang lại cho anh em tối ưu nhất có thể để mà mình nâng được ha. Tại vì kiếm mảnh của nó rất là khó luôn anh em, mà nó chỉ quay trở lại khi mà anh em mở cái sự kiện gọi là drone hồn chi viện thôi, mà mình không biết là khi nào nó sẽ quay lại để nó mở được cái này đúng không. Cho nên là ở trong anh em nông dân hiện tại á, khi mà anh em đổi xong hai cái phần viên run đúng không, nếu như mà anh em vẫn còn dư được cái phần kem này, anh em đổi cho tôi cái hồn chi viện keo đấy, nó sẽ ok và tối ưu nhất cái phần quà của mình. Và mình nghĩ là anh em tích cũng gọi là mát binh luôn rồi đúng không. Thì bây giờ mình vô mình xả thì hai viên run đối với anh em chỉ là cỏn con thôi đấy. Đổi giùm tôi, bây giờ anh em cứ ưu tiên đổi giùm tôi. Đây là rồng một sao Zidane, cái đó chắc không cần đâu. Rồi, anh em vẫn ưu tiên cho tôi đổi cái phần run chuyển thiết ha. Rồi, run xong thì chúng ta sẽ tới hồn chi viện của keo. Và nếu như anh em sau khi hồn chi viện của keo anh em vẫn dư, anh em mà gọi anh em làm gọi là tích, tích hôm nay là tích trí luôn á, tích tới chết thật ạ. Thì hôm nay anh em đã được cái dịp xả rồi, xả cho tôi lấy rương run, sau đó qua hồn chi viện của keo. Và cái mà anh em cần đổi chính tiếp theo đó chính là hồn chi viện của Risa. Đây, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau điểm danh là tại sao mình cứ ưu tiên nói với các bạn là chúng ta ưu tiên cái hồn chi viện Risa. Thì đây, khi mà anh em có cái lợi thế, thứ nhất là về tiên phong, thứ hai nữa là anh nhìn cái úp đi, nó sẽ là thời gian câm lặng nhân 2, là nó tối đa được 2 con tướng, tối đa câm lặng được 2 con tướng, mà thời gian câm lặng nhân 2 tức là nó sẽ bị câm lặng 2 hiệp. Ok chưa? Rồi, Saiyan sẽ giảm 24% lực thủ khi anh em đạt tới cái phẩm cam cộng 2. Rồi khi mà anh em full được cái chi viện của Frieza, anh em nhìn nè, tối đa cái câm lặng 3 mục tiêu, tức là mỗi một con nó sẽ có cái, mình nhớ không lầm đó chính là 24%. Đây, 24% nè anh em. Thì nó sẽ có 3 mục tiêu có khả năng là gây câm lặng. Thì ở trong cái phần thị trấn, ở trong cái phần thị trấn, ở trong cái phần mà chi viện á, đây, chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh luôn. Đây, anh em phần cái bằng của chi viện đúng không? Trung tâm tài nguyên nè,
kỹ xảo khi mà em nâng đến level 8 nó sẽ có cái này. Đây, em thấy gì không? Đây là sách hệ kỹ, bản thân của nó sẽ cường hóa tỷ lệ khống chế. Thì mình đã mua rồi nha anh em. Mình sẽ vào lại cho anh em xem. Mình sẽ đi từng từng chỗ cho anh em dễ hiểu cũng như là dễ hình dung nó hơn. Đây, tỷ lệ khống chế của nó tăng lên 5%. Thì lúc nãy chúng ta sẽ có 24 này là 26 nha. 24 đúng không? 24%. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm 5% tỷ lệ khống chế, tức là chúng ta coi như là có 30% đi. 30% gây câm lặng 2 hiệp đối với tối đa 3 mục tiêu. Anh em nghĩ đi, chẳng hạn như chúng ta may mắn với 30% chúng ta câm lặng được 3 mục tiêu 2 hiệp. Chơi gì nữa anh em? Quá là ngon. Vậy mình phải nói cái búp này là cái búp ri, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại rất là ngon hơn. Cái búp này cái búp ri xa đó. Anh em cố gắng full nó cho tôi. Và nếu như anh em càng full được sớm càng tốt. Còn đối với cái búp của bông ma thì mình chỉ đến cái mức này thôi anh em. Mình chỉ đang cố gắng tới cái phần mà tiếng cộng 2 thôi là ok. Tiếng cộng 2 thôi là dừng. Đây, mình đang có 64 rồi. Mình đang còn thiếu ra nó khoảng 11 mảnh à. 11 đúng không? Đúng rồi, 11 ở đây ạ. Mình đang còn thiếu khoảng 11 mảnh thôi là ok rồi. Mình hiện tại cũng đang chả có gì đổi. Thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của cái sự kiện xả thể lực của tuần 18 server mình. Nhưng mà hôm nay đang là thứ 6 đúng không? Hôm nay đang là thứ 6 cho nên là tôi sẽ dành lại cái phần thể lực để thứ 2 cũng như là thứ 3 tôi sẽ xả ra anh em. Đấy, nghe là hợp lý phết luôn đúng không? Đúng ý anh em mà đúng không? Mình sẽ lấy hồn vũ khí của Vita Ultra Ego, cũng như là chúng ta sẽ lấy luôn cái những cái gọi là mảnh tư chất 15 ở trong này. Thì hiện tại mình đang rất là cần cái mảnh tư chất 15 để chúng ta up được Future Gohan. Và mình nghĩ là với cái số đá rồng này thì mình sẽ có được hồn vũ khí kèm theo đó là rất là nhiều mảnh bản năng. Thì chúng ta sẽ cùng điểm danh qua cái phần này đi. Mình xem ra là hiện tại mình đang có tròn 15 mảnh luôn. À, 50 mảnh chứ. Mình đang có tròn 50 mảnh bản năng tư chất 15. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần này. Chúng ta xả. Hồi sáng này có ông nào xả hết 8.000 à. Tức lũy rồi nè. Để mình xem bản xếp hàng may mắn nha. Anh em chưa gì hết, anh em chơi cũng nhiều phết nhờ. Cũng ok đấy, anh em chưa gì hết, anh em xả cũng ok đấy. Nhưng mà bây giờ tôi có một cái lời khuyên cho anh em như thế này nè. Thì cái sự kiện này nó sẽ kéo dài 5 ngày đúng không? Thì nếu như mà anh em nào có ý định xả trong cái event này, anh em đợi tới cái ngày cuối giùm tôi. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh em đợi tới cái ngày cuối thì cái phần tích lũy kho này nó sẽ tăng lên. Và khi mà anh em xả cái phần đá rồng á, vài chục ca vô mà chúng ta may mắn được 20% thì nó sẽ lấy 20% của tổng cái tích lũy kho. Thì em sẽ nhận được cái lượng đá rồng nhiều hơn và anh em lời hơn. Ok chưa? Thì mình cũng đang rất là phân vân rằng là hôm nay mình sẽ làm cái gì ha. Mình sẽ làm cái gì nhưng mà thôi, giờ cứ coi như là tôi sẽ bỏ trước 10 ca đá rồng đi. 10 ca đá rồng, tôi sẽ bỏ trước 10 ca đá rồng anh em ạ. Đấy, tôi sẽ test cho anh em xem là với 10k chúng ta sẽ nhận được cái gì ha. Còn cái số còn lại anh em đợi ngày cuối thì tôi xả mát binh cho anh em xem luôn. Thế là ok đúng không? Thiệt ra cái cụm server đầu á, nó cũng không có gì. Nói chung là hôm nay cũng không có gì để tiêu tiền luôn anh em. Nên là cũng rất là buồn luôn á. 300 lần mình sẽ được ha. Bây giờ mình sẽ xả nó khoảng 10 lần đi. 10 lần nhân 10 là cũng hết 10k rồi đúng không? Nhưng mà mình nói chung là tôi vẫn không thích là chưa gì hết mà ra nha anh em. Đấy, thì ở trong đây chúng ta sẽ nhận được cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ mát binh được cái phần thức ăn. Thì hiện tại mình cũng đang rất là gấp rút để up được tiên phong. Cho nên là xả 10k vô trước đi thì xem chúng ta nhận được cái gì ha. Thì mình vẫn mong là chúng ta sẽ có được cái phần mảnh bản năng 15 anh em. Rồi, ở trong đây chúng ta không được gì luôn. Cũng bí thiệt chứ. 10 tiếp. Anh em canh giùm tôi xem là khi nào đủ 10 lần nha. Đây được một mảnh màn năng 15 rồi nè. Đấy. Thì chúng ta kèm theo đó là có thêm những đồ phẩm này. Thì túi đồ của mình như là cũng hết rồi. Cũng hết cái phần thức ăn cao cấp rồi anh em. Thì để xem là tí nữa mình vào mình xem chúng ta được cái gì trong đó ha. Rồi bao nhiêu lần rồi nè. 40 lần rồi anh. Rồi 6 lần nữa là chúng ta sẽ xong. Xe vào tôi mà có cái gì tiêu đá rồng hay là cái gì đó. Kìa, sao vậy? Sao chưa gì hết mà ra rồi? Sao vậy? Trời ơi, tôi đang tính xả tới 40k lần đó. Thiệt luôn á chứ.
cái lúc mà anh em có để ý không, cái lúc mà mình không mong nó ra sớm thì nó lại ra. Còn bây giờ tôi đang tính đợi nó tầm khoảng nào đó mấy chục ca đá nó ra thì ok, để tôi có cái clip tôi quay cho anh em xem. Vậy chưa thì hết ra mất tiêu, sầu thiệt chứ, sầu não luôn á. Đau lòng thiệt. Thôi coi như là mai mốt nó ra thêm một cái nữa thì cũng ok, mình để dành sau này mình up nó là lục môn, tại vì lục môn vẫn cần thêm một cái hồn vũ khí đúng không, mình vẫn up được. Ok, để em 10 lần nữa nào. 8.900 rồi. Bây giờ có khi nào ra thêm cái nữa không ta, không biết khi nào ra thêm cái nữa không đây. Rồi mình còn 4 lần nữa là xong ha, 4 lần nữa để chúng ta đạt cái target ngày hôm nay. Coi như là chưa gì hết mà ra luôn hồn vũ khí rồi, tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà ok, gì vậy, sao vậy, sao hôm nay may mắn vậy. Anh em thiệt chứ, anh em mà có cái video này của tôi, nhiều khi chửi tôi khùng không chừng. Ra là may mắn lắm rồi, em vô comment em chửi tôi ngu. Ôi trời ơi, nhưng mà thật sự luôn là hôm nay tôi không có mong muốn là nó ra, để tại vì tôi đang làm cái clip này để test cho anh em xem. Trời ơi, mới có 70 lần mà vừa nổ hũ rồi vừa hồn vũ khí luôn rồi. Rồi thôi, vương tử nhất ngôn, một là một. Tôi nói với anh em tôi quay 10 lần là tôi sẽ quay 10 lần. Rồi xem 10 lần đó chúng ta sẽ được cái gì ha. Rồi 80 lần rồi, 2 lần nữa nha anh em. Thúc nè. Thì giờ ở trong cái phần này mình đang ưu tiên nhất, đó chính là mảnh vàng năng 15, kèm theo đó là cái thuốc thực phẩm thôi. Mấy cái còn lại mình không có quan tâm đâu, nó ra cái gì nó ra cũng được kệ lắm. Tại vì thí dụ mà mình bỏ 40k này chứ sau gì nó cũng ra thôi, không quan trọng lắm ha. Rồi lượm. Ôi trong đây không có được cái gì hết em ạ. Rồi thì bây giờ mình đã quay được đủ 100 lần rồi, đúng 100 lần rồi nha, cho anh em xem nha. Thì trước sau gì mình cũng sẽ quay full thôi, quay full 300 lần thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại xem là với một 10 lần đúng không? 10 lần nhân 10. Ok, 10 lần nhân 10 là hết 10 cả đá rồi đó. Thì coi như là mình được hoàn trả lại 6 đá rồng cũng ok, thì chắc là cũng đâu đó được khoảng ha. Mình nhớ một lần mình như là cũng được hoàn lại đâu đó 2000 mấy á. Ok ha. Thì bây giờ sau khi tổng kết chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có được 115 cái phần thuốc thực phẩm này. Không biết trước đó mình có hay chưa, nữa tí mình vào xem lại video xem. Nhưng mà nói chung là mình cũng được khá khá ha, mình cũng được khá khá nhiều cái phần này luôn á. Rồi thì sau đó chúng ta sẽ có thêm ở trong đây nó có cái này không ta? Nó không có cái phần thực phẩm tím anh em. Vậy là cái này tôi có sẵn. Tôi đang mua mát binh luôn, tôi đang mua mát binh thức ăn luôn anh em. Để tôi chuẩn bị up tiên phong cho nó lên tầm cao mới. Ở trong cái này tôi đã hướng dẫn anh em rồi đúng không? Rồi ráng mỗi ngày vô mua hết. Lục hết cho tôi. Rồi shop cool này chúng ta mua đá rồng chữ thức. Ok, anh em nào mà dư đó, anh em nào mà dư mà không biết làm gì thì có thể mua cái này. Tại sao? Tại vì cái này nó thiếu anh em, sắp tới là mình thiếu nè, mình sẽ cho anh em xem. Rồi anh em vô cái phần tăng phẩm nè, thấy thiếu không? Thiếu cực kỳ luôn. Mà mình sắp tới nè, sau khi mình xả được xong mình sẽ lên level lên. Đây, mình lên level, mình quét cái này là bảo đảm với anh em luôn là sẽ thiếu mát binh luôn. Còn về cái việc mà tăng phẩm á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em như thế này. Thì đâu rồi, không có cái nào để thị phạm cho anh em xem. Đây. Thì khi mà anh em tăng phẩm đúng không? Khi mà anh em tăng phẩm cái này, anh em dùng tăng nhanh thì tất nhiên là nó sẽ dùng cái phần rương tăng phẩm, nó sẽ ưu tiên cho anh em, tức là nó sẽ tự động mở những cái này, đúng không nè. Đấy, thì khi mà anh em lạm dụng nó thì anh em, thứ nhất là anh em sẽ có cái bất cập và cũng như là cái bất lợi như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Đây, thì anh em sẽ mất cái phần này, đúng không nè, anh sẽ mất cái phần này. Thì anh em suy nghĩ giùm tôi, cái này nó sẽ cho anh em sử dụng để tối ưu nhất có thể là chúng ta có được cái phần nguyên liệu tăng phẩm cao nhất. Mà bây giờ anh em lấy nó đi, anh em tăng phẩm cho những cái con ở phía dưới. Giống như hôm bữa tôi lấy cho tôi nâng cho cái con tiêu chuẩn Gohan á, thì anh em vào là anh em hầu như anh em sẽ kêu tôi là sử dụng cái hộp tăng phẩm này. Nhưng mà anh em suy nghĩ đi, khi mà anh em sử dụng tăng phẩm những cái này, những cái phẩm ở phía dưới, trong khi những cái này anh em quét được trong những cái trên. Đây tôi sẽ thị phạm cho anh em xem, thì cái này sẽ là một cái không. Rồi, anh em nhìn vào đây nè. Đây, thì khi mà anh em lên cao, anh em lại không có những cái để anh em tăng phẩm ngay lập tức những cái con đội hình chính của em, thì anh em cảm giác là nó có bị lỗ hay không. Cái vấn đề nó sẽ nằm ở đây nha. Cho nên là khi mà anh em sử dụng cái hộp tăng phẩm đó, Anh em phải nên lưu ý rằng là mình sử dụng nó có hợp lý hay không. Đấy, hoặc là anh em vào cái phần shop này, mỗi ngày nó sẽ bán cho anh em nè. Đây, hộp đá tăng phẩm nè.
mua cho tôi đó. Nếu như mà anh em cảm giác là anh em đang thiếu, mua cho tôi, tại vì mấy cái này mình nghĩ là anh em là cũng sẽ dư á. Cái phần này nè, cái phần su bạc này dư nhiều lắm, su vàng thì mình còn thiếu chứ su bạc mình dư ha. Rồi, anh em nào mà ấy thiếu thì có thể mua cho tôi cũng được. Đấy, rồi ở trong phần này thì tôi đã nói với anh em rồi, mua sạch thức ăn, tôi mua sạch thức ăn luôn. Hôm nay sẽ là ngày tiêu đá cho anh em xem mà đúng không? Mình đã tiêu được bao nhiêu rồi? À, mới tiêu 17 anh em. Ây da, cảm giác tiêu tiền nó sướng gì đâu. Nhưng mà mới có 17 ngày thôi, thực ra là cũng chưa có đã cái nương của tôi lắm. Nhưng mà bây giờ phải đợi anh em ạ. Thì khi mà mình muốn chơi những cái này hợp lý á, cũng như là tối ưu nhất có thể á, thì anh em phải xem xét rằng là nó mang lại cái lợi ích gì cho anh em. Đó, thì khi mà anh em chơi nó sẽ ổn định nhất có thể ha. Thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ trong này đi nó đang có 7.000 mấy nè, thì mình chơi cũng được. Nhưng mà nếu mà đợi tới ngày cuối cùng mà cái tổng cái kho này á, anh em lên nó khoảng được 15.000 đó, thì anh em nhận lại được nhiều hơn cái phần đá rồng đúng không? Tại vì sắp tới tôi xả rồi đó, khoảng cho nó full luôn cái phần gọi là đây nè, tiêu cái phần tiêu đó là 24.000 đó. Tôi vừa phát hiện ở trong cái phần này nó cũng có tích tiêu 40.000 đá rồng này nè. Tích tiêu 40.000 đá rồng. Xong rồi anh em nhìn qua đây, hàng trả tiêu phí 24.000. Trời ơi, tôi lại ăn được hai cái phần này luôn. Ok chưa? Ok chưa? Ở trong này cũng ngon nha, trong này cũng ngon nha. Bây giờ khi mà nạp được 32.000. Tích nạp 32.000 là chúng ta sẽ có được 80 100 108. Cũng nhiều phết nhỉ, cũng nhiều đấy nha. Rồi, tới công chuyện với tôi rồi. Nhiều khi là ngày mai ngày mốt tôi sẽ nạp cho anh em xem cái phần đó luôn. 32.000 đá rồng đúng không? 32.000 đá rồng. Thì bây giờ 32 cũng tốn nha anh em. Nhưng mà đang có cái sự kiện gì anh em biết không? Đang có cái sự kiện trung thu. Thì khi mà tôi nạp vô đây á, tôi cũng sẽ được ăn được những cái món quà của sự kiện trung thu luôn anh em ạ. Rồi, hợp lý luôn. Rồi, mình nghĩ là ok nha, trong sự kiện này mình nạp khá là lời nha. Thì chắc là ngày mai ngày mốt đi, tôi sẽ có cái clip nạp cũng như là xả hết những cái này cho anh em xem cho nó phê con mắt. Thiệt ra là tôi ngứa tay lắm luôn á. Chẳng tôi gặp tôi á mà bây giờ mà tôi không có, hôm nay là ngày thứ hai, trời ơi, tôi xả cho anh em xem luôn. Không có cần phải đợi thêm nữa đâu. Nhưng mà bây giờ mình muốn tối ưu thì mình phải chơi như thế này mà. Trong này ngon phết. Đây, tích lũy tiêu hao rồi vừa nạp tích lũy nữa. Đó, anh em nào có điều kiện thì nên nạp. Rồi trong cái phần mà tích nạp bao nhiêu đi, chúng ta sẽ có hai cái ha. Đây, vừa có tích nạp của kho báu rồi vừa có cái này nữa. Đó, mình nạp hết mình sẽ được ăn cái móc này luôn. Ây chà, 32k đá rồng. 32k đá rồng. Thì đó, anh em. Bây giờ anh em xem cho tôi xem là hợp lý chưa. Bây giờ anh em xem hộ cho tôi xem là hợp lý chưa nha. Thì 32k đá rồng cũng không có bao nhiêu hết em ạ. Chơi được nha. Ok, thì tổng kết lại, sau khi mà mình chơi 10 cái lượt của vòng quay, chúng ta sẽ có được một cái hồn vũ khí của Ego. Bây giờ nói gì nữa, tại vì Ego á, anh em thông cảm với tôi là tại vì tôi chơi mấy con này không phải là những cái con định hướng của tôi, cho nên tôi sẽ không có lấy ha. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nâng cho anh em xem luôn, nâng luôn đó. Thì ra là lấy để đó thôi chứ cũng không có chơi nữa nè, tại vì nó không có theo cái định hướng lối định hướng tay của tôi ha. Ở đây nâng cho anh em xem luôn nè. Rồi, vác vô tôi BK cho anh em xem luôn. BK. Lấm. Đâu rồi. Thì có nhiều anh em bảo tôi là sao không quay luôn 5 sao đi để tăng tiên phong. Thì cái đó nói chung là cũng nói chung là mình cũng tích đá một tí anh em ạ. Tích đá một tí để sắp tới chúng ta sẽ có thêm gọi là những cái khác nữa. Đua top này nọ sắp quay trở lại rồi, tại anh em biết sao. Rồi thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là những cái event gọi là những cái con tướng nó comeback. Thì tôi lại để nó rồng tôi lấy những cái con khác lục môn nữa. Thì sau này á, chẳng hạn như nó quay lại con Ego này á, thì tôi sẽ lấy cái lên chẳng hạn như 6 sao cũng như là lục môn sau cũng được. Bây giờ là tôi ưu tiên ra những cái con tướng hạng giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test.
phòng vũ khí của Vegeta Ego. Đấm này. Ai chạy, ai chạy, ai chạy. Ui. Máu. Con thủ. Ma của tôi dạo này hồi máu ghê lắm nha anh em. Đó, ngày choáng. Quýnh được. Rồi, chúng ta sẽ có tới tuyệt kỹ. À, đây là skill ha. Đây là skill khi mà đây là cái skill khi mà bắt đầu chuẩn bị kêu tức sát nè anh em. Chưởng lên. Gồng lên. Rồi, đối với mấy anh em làm một fan cứng của Vegeta thì tôi nghĩ con này là khá hợp lý rồi anh em ạ. Mình cảm giác là tạo hình của Vegeta lúc nào nó cũng ngầu anh em. Tạo hình nè, anh nhìn nè, nhìn đúng đã luôn. Đó, rồi. Kêu tức sát. Chuẩn bị. Giải tỏa năng lượng. Ủa lộn, giải phóng năng lượng. Giải phóng năng lượng nha anh em, chứ không có giải tỏa gì đây nha anh em. Chưởng nè. Rồi tôi sẽ tiếp. Ngọc lên. Giải phóng năng lượng. Úi giời. Công nhận là tôi nhìn với guitar phê thật anh em ạ. Nhìn phê thật sự luôn á chứ. Sao con Risa này nó không có kêu tức sát gì hết ta? Để đây có lên luôn phản kích. Xong rồi tới lượt này phản kích cái nào? Thì cái con Vegeta Ultra Ego này anh em, nó mạnh là nhiều cái phần kỹ năng vừa phản kích sát thương nè, cũng như vừa tăng thủ cũng như là giảm cái lượng sát thương nhận vào, cho nên nó là khá là ok đối với anh em nha. Thì anh em nông dân nào mà có điều kiện chúng ta có thể lấy. Nếu như mà dư chúng ta có thể lấy luôn. Thì chúng ta sẽ có đội hình là bao gồm là gì? Devil nè, rồi Vardot nè, rồi Gogeta Saiyan 4 nè, rồi Broly 4 nè, rồi bây giờ tới Vegeta Ego nữa. Thực sự ra nếu mà cái team nào mà anh em nông dân cũng như là anh em nào mà VIP 8, VIP 9 mà anh em sở hữu được cái đội hình 5 sao hồng vũ khí hết những cái con này là tuyệt vời. Đây, mình sẽ thị phạm sẵn cho anh em xem. Chẳng hạn như bây giờ anh em có những cái con gì xếp trận đi, thì anh em có thể chơi cái đội hình như này. Đây, Devil nè, Devil Vardot nè, Quid nữa nè. Đâu rồi? Rồi chúng ta sẽ có thêm con gì nữa ta, mình quên mất nãy mình nói con gì. Broly, đây. Đấy. Đấy, em nhìn cái tem như thế này là ok chưa? Bao ok luôn. Ôi dồi. Mình cảm giác là khi mà anh em nông dân mà sở hữu cái đội hình như thế này là mình bảo đảm với anh em luôn là mát binh luôn. DBK gọi là cháy máy luôn á. Thì chỉ cần anh em có cái lượng tiên phong cao nữa thôi là tuyệt vời luôn anh em ạ. Thế là ok rồi nha. Rồi, thì bây giờ sẽ quay trở lại với team của mình đi. Thì chỉ quyết của mình lên lục môn rồi, nhưng mà giờ mình hết điểm mình nâng rồi anh em. Giờ mình hết điểm mình nâng mức tiêu rồi. Đâu rồi, chiêu thức nè, chiêu thức của chị nè. Nhưng mà bây giờ mình chưa dùng lại được nữa. Thì bây giờ mình sẽ test thôi, mình sẽ lấy cái phần chiêu thức của Cooper đi. Lấy phần chiêu thức của Cooper ha. Ok, thì chắc là bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Nghĩ là nhiều khi một cái là đủ rồi. Gỡ hết. Rồi sắp xếp nhanh. Rồi xem là chị sống chị quýt của mình đủ chưa. Vẫn chưa đủ. Không, mình chị quýt của mình cùi thiệt chứ. Gỡ hết. Rồi gỡ hết. Sắp xếp. Ây chà. Rồi ok. Chị quýt đủ chưa chị quýt ơi. Vẫn chưa đủ luôn. Công nhận chị quýt của tôi cùi thiệt sự luôn anh em. Rồi. Rồi. Gỡ hết. Rồi cho chị quýt. Hôm nay tôi sẽ đi test cái phần gọi là lục môn cho anh em xem. Thì chị quýt hiện tại đang 214k lực chiến. Để xem. Rồi. À, nó dùng kêu tức sát cho ta. Đó, ok rồi anh em. Rồi mình dùng rồi nha. Bộ run chị cũng đang chưa có bộ hoàn chỉnh đó. Tôi sẽ cho chị bộ này luôn. Hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là khoe con quýt của mình thôi anh em. Người ta lên từ hồi đời nào rồi, bây giờ tôi mới lên, cho nên là tôi cũng hào hứng đi khoe với anh em ạ. Rồi mình sẽ tìm một bạn nào đó đội hình khoảng 200-300 lực chiến gì đó. 600 ăn được không ta? 600 ăn được nhờ. Thử luôn, test luôn. Mình có ngại gì đâu đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chị xấu
Nhưng mà anh mình nghe anh em kêu là chỉ số quýt, nhưng mà mình cũng không biết sao, nhưng mà chắc là do sáu môn quýt đúng không? Rồi ok, sáu quýt rồi chưa gì hết, chị vô chị bị hóa đá rồi, chút 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 rồi quýt không thấm được nổi chị quýt luôn. Rồi chị hai ba đót, rồi chị ba, rồi chị sáu quýt, rồi tới anh ba ba đót nữa. Anh em nào lại bạn leo bảng mà video mà dính anh ba ba đót thì thôi đúng mệt luôn anh em ạ. Rồi chưa gì hết mà chị quýt vô, chị quýt không được chơi rồi. Rồi tráng nữa là nghỉ luôn anh em ạ, tráng nữa là mất thời gian lắm luôn á. Đây nè, rồi tráng tiếp, thôi bỏ qua đi nè, mất thời gian quá. Mình sẽ tìm bạn nào của nó 200 lực chiến thôi, 200 lực chiến đây mình, tại vì mình test test skill của anh em cho anh em xem thôi mà đúng không. Rồi nè, vừa vô nè trưởng, rồi chết mất một đứa luôn, ghê thiệt chứ. Moro vị tướng quốc dân cơm bờ, mình hy vọng mình sẽ không có bị dính trán anh em, dính trán xong rồi là mất thời gian lắm. Rồi quýnh thương nè, rồi mình sợ con Vegeta anh em, không có quýnh kia kia. Rồi chị sáu quýt sẽ không bị choáng, hãy xem tôi khá thích cái kêu lục môn của chị sáu quýt là tại vì biết này anh em biết sao không? Nhìn khá là dễ thương luôn đấy, ôi rồi một kêu một là muốn đi hết tay mà. Rồi rồi để đỡ mất thời gian thì chúng ta bỏ qua nha anh em, rồi bỏ qua đi, chắc là mình win được trận này rồi, một mình chị sáu quýt gánh hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm clip để đi BK đây mà. Đây mình sẽ cho anh em một clip đi BK gọi là đi tên 6. Rồi, xếp cho nó hoàn chỉnh lại tí xíu. Mình có nên xếp thử như thế này không ta? Thử đi ha, nhưng mà mình nên trả lại phần chữ thức. Đây, chị chữ thức. Đâu rồi? Rồi ok chị sao quýt. Rồi tạm thời cứ vậy đi em, để mình xem. Rồi tí mình xếp lại sau ha. Rồi cái phần run nữa. Rồi tí mình xếp lại sau ha. Rồi run run thì mình sẽ gắn lại. Chị sao quýt rồi. Mình vẫn chưa đủ cái bộ tấn công chí mạng nữa nè, vì mở đồ da trùng á hơi đen một tí xíu ha. Rồi khống chế nè, chiếu ok thì cái bộ mấy cái bộ run của mình nó vẫn còn không có hoàn chỉnh lắm. Rồi đi cao một tí. Chúng ta sẽ cùng nhau quýnh thử Nhi Cô Te. Nhi Cô Te hiện tại là đang tiên phong rất là cao, mà để xem mình có khả năng mình có thể thắng được Nhi Cô Te hay không. Thì mình sẽ bị lợi một cái gọi là bị choáng nhiều anh em ạ. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ không tối ưu được cái phần phản kích của feature của Han nè. Thì không biết là sau này có công tướng nào ra mình có giải choáng giống như là Cú Đen hồi ban đầu hay không nữa. Nếu mà có thì mình cũng rất là ok ha. Đó anh em thấy không, bây giờ chưa gì hết mà vô anh em cứ bị choáng hai ba con là coi như xong luôn. Thì tại vì mình đánh sau cho nên là mình đem cái phần chi viện của Bulma trước, chứ nếu mà mình đánh trước thì mình sẽ đem cái phần chi viện của Disa nha anh em. Phản kích chiu 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 đấy, câm lặng lại nè, trưởng lại nè, rồi bị choáng hết ba con anh em, đánh lại trưởng. Hi, 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 hi. Rồi sắp chết luôn. Trời ơi. Rồi không giết được level đây mà. Không giết level thì cũng giết được level thì cũng có khả năng là mình có thể win được trận này đây. Để xem. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là tiên phong của mình hiện tại đang thua so với Nhi Cô Te khoảng 500 tiên phong anh em, tại vì mình bị mất duy nhất hai con. Mình bị mất hai con duyên đó chính là Moro với lại Bardock trong cái phần boss. Cảm giác là future của Han của mình đang dần trở nên rất là mạnh nha anh em.
Thì khi mà mình lên 80 mình có văn chương một cái nữa thì thôi. Tuyệt vời luôn em ạ. Thằng máu lên. Rồi. Phản kích nè. Chủ yếu mà tôi để cái con Cobra Fett của tôi lên trên là để nó quăng kêu lục môn mà nó chưa chết anh em. Rồi giờ nó bị được bức giáp nữa chứ. Bức giáp cho Future Gohan là đẹp hơn rồi đó. Chưởng. Chưởng lại. Chiu 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 chiu. Và đất của tên bạn phản phản sát thương khá là ghê nha anh em. Thì trận này á, trận này anh em mình win á là mình do may mắn là mình không có bị choáng nhiều anh em. Hồi nãy mình choáng lại tên bạn tới 3 con. Cho nên là mình sẽ có lợi thế hơn một tí xíu. Chứ thật ra là ở trong đấu trường thì mình vẫn thua Nhi rất là nhiều nha. Chủ hí. Rồi, ba đấu của tôi bật lục môn lên rồi nè. Tôi mê có mỗi như đó anh em ạ. Tôi chờ của hai nó vừa hồi máu cho Devil. Không thôi là pha này là mình bị rút máu chết rồi nè. Đó. Devil được này còn dịp sống là một tí xíu. Chủ hí. Chết mẹ. Rồi, Cuba của các bạn hiện tại hình như là cũng lục môn rồi. Đó. Rồi, gây câm lặng. Rồi, chắc là phần còn lại mình sẽ để cho anh em xem ha. Chúng ta may mắn là win được cái trận này nên mà cũng như là lên được top 1 của đấu trường. Đó, chứ thực ra là mình vẫn thua anh em. Rồi, thì cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ có bao nhiêu đây thôi. Rồi, chắc là 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để phá cái vòng quay này ha. Rồi, thì cái video này cũng khá là dài rồi cho nên là chắc là mình sẽ dừng cái video clip tại đây ha. Thì hy vọng là sẽ có những cái dịp để mình phá những cái này cho anh em xem. À, hy vọng là anh rất là mong anh em sẽ cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có thể phát triển kênh và tạo những cái video hấp dẫn hơn dành cho anh em nữa. À, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye.